mở một shop mớ về róc lóc, Jimmy róc lóc trắng cơm. Những dịp khai trương mình sẽ tặng miễn phí Rolex và trái ác quỷ xịn cho các bạn nhanh tay vào shop. Cùng đến với shop Jimmy róc lóc trắng cơm, ủng hộ Jimmy và nhận quà miễn phí nha. Hello Kurikiwa, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình chính là Jimmy Kute for Mayweather đây. Trước khi bắt đầu video này của mình, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một share và nhớ nhấn luôn cái nút đăng ký cho kênh channel của mình đạt được 2 triệu subscribe sớm nhất nha mọi người ơi. Ok các bạn ơi, trời ơi, fan art cho Jimmy nè. Jimmy bị nguyền rủa, trời ơi, mình rất là thích Jimmy nguyền rủa luôn. Bạn này fan art đẹp quá mấy bạn ơi. Còn ở bên dưới đây là Jimmy bản năng hắc ám. Đù, đẹp quá vậy trên giấy luôn chứ. À bên đây là cái gì đây á? Hi-ha. Ổng thông ít thắt bồ bắt bốn. Nhìn tột quá mấy bạn ơi. Còn bên đây là Toku Jimmy kiểu. Rồi ở đây là tranh của một bạn này dễ đăng lần thứ N. Tia Galaxy bản nữ đẹp thế giờ. Đù xịn thiệt xịn thiệt. Còn bên đây là của bạn Koda Minh Ngọc Quyển dễ Hia đét nè mấy bạn ơi. Nhìn bức này thiệt là có quy lực quá đi thôi. Xịn xịn xịn. Còn bên đây lại là FIFA đúng dai là bị mẹ găng. Hai thằng lửa chùa luôn kìa mấy bạn ơi. Nhìn đúng mắc cười luôn á. Trời ơi, cảm ơn tất cả các bạn đã gửi fanart cho tôi nha. Còn nếu các bạn yêu thích tụi tôi thì đừng quên vô vườn hoa bé nhỏ gửi fanart về nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều luôn. Ôi, thời tiết dạo gần đây nóng nực quá, bực bội thiệt. Lần nào cũng gặp hai thằng FIFA này là nóng nực bực bội. Tao đi về tao tắm đây. Trời. Ôi, mày cũng đi về đây, mất công thằng H1H4 nó chửi mày đó. Tôi biết rồi. Ok các bạn ơi, hôm nay mình có một kế hoạch mới. Kế hoạch của mình là gì không? Kế hoạch bây giờ tắm nóng ra đi tắm rồi thì mình sẽ dưng cơ hội mình ăn cắp mùa đồ tổng thống của ổng với bạn ơi. Được được được, đi 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 thôi. Kêu ổng lên trên trển thôi nào. Đi vô có chú ý rồi, tại vì ổng biết là đâu có ai theo dõi ổng trong cái làng này được. Ổng nhanh quá mà, trời ơi, mấy bạn coi ổng là 130 giây ảnh xanh ở đây lên tới trển luôn kìa mọi người. Đi đi đi, em nói mấy bạn ơi, hôm nay tắm một phát cho nó phê ơi, trời ơi. Ổng đi tắm mà, ổng đi tắm kìa. La 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 la. La 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 la. Ở đây có một căn nhà bí mật các bạn ơi. La 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 la. Hey, được rồi. Xả người cái coi. Nguyên tắm gì mấy bạn ơi? Trời ơi, tắm luôn đi ra đi. Đọc xương long lanh là dài câu nói chưa kì lên ngôi. Thấy hết rồi nha. Quần trắng phi ông, trắng phi ông đẹp rồi. Đi bơi thôi, ngâm mình dưới này cho nó phơi cái nào. Không, lấy kìa. Được rồi, tôi sẽ lấy. Được rồi, lấy bộ đồ thôi. Được rồi, lấy bộ đồ, lấy bộ đồ. Tổng thống nhà đang làm cái gì vậy ta? Để coi nước cơi mấy bạn ơi. Bơi, bơi. Đang bơi rồi, thôi được rồi, mình đi lên thôi. Lấy được bộ đồ tổng thống rồi mọi người, ăn cắp được rồi. Trời ơi, thông minh quá, được rồi. Bây giờ thì cách nào đóng cái này lại ta? Đóng sao vậy ta? Mình lại đi, mình đi lên nhà, mình đi lên nhà, mình đi lên nhà mấy bạn ơi. Ăn cắp được bộ đồ tổng thống rồi, thích quá đi rồi. Đó, là được tới gần cuối ở trên nhà rồi. Được rồi, đâu để ngồi từ cái ghế thiệt rồi. Trời ơi, ta nói nó thích gì đâu á mấy bạn ơi. Đúng là tổng thống Jimmy mà. Thay bộ đồ xong rồi các bạn có thấy tôi ngầu không? Bây giờ tôi đã trở thành tổng thống của cái làng Hia Âu này luôn rồi. Tổng thống của thế giới này. Ủa, ở đây có cái mặt gì đây? Được rồi, để tôi vô đây tôi quát thử mới được. Đâu, nó có cái tí gì? Được rồi, vậy là ở đây phải có cái gì đó. Tạo cái bức tranh này đúng không ta? Đúng là mình thông minh quá mà. Ê, có cánh cổng gì nè. Để mình đi qua thử. Đi thôi, vô. Anh đù, mình đi qua cái chỗ nào vậy ta? Lạ thiệt. Ồ, để đi coi thử coi. Wow, ở đây có một bức tranh đầy đủ tất cả mọi người và tổng thống Y ha hả? Xin chào tổng thống. Xin chào. Ngài muốn đi đâu vậy? Hôm nay ta đến đây để thăm quan. Mời ngài tổng thống vào đây. Mờ ảo rồi mấy bạn ơi. Ở đây có cái phòng gì, phòng chính hình vậy ta? Bên kia, thấy tổng thống không? Chào hả? Em chào tổng thống. Phòng này là phòng gì á? Ta quên rồi. Chỉ ta coi. Cái phòng này là cái phòng tổng thống có thể điều khiển những hình dạng của những thằng hi ha trong làng Âu đó tổng thống. Thì ra là vậy à? Được rồi, để ta coi. Mấy cái này là sao vô ta? Tổng thống bấm vô trong cái người đó. Ta lấy về sao nữa? Bây giờ tổng thống muốn điều khiển, muốn chỉnh cơ thể của nó như thế nào thì tổng thống hãy đặt nó ở trong giữa cái khu vực này nè. Ngay chỗ tôi đứng đó. Đặt ở đây á hả? Đúng đặt rồi đây. Đó tổng thống ơi. Rồi giờ sao nữa?
Bây giờ tổng thống nhấn vô trong con người của nó. Có những cái thông số tổng thống có thể chỉnh cho nó to nhỏ hoặc là mập ốm theo tùy ý của tổng thống. Vui vậy tổng thống chỉnh vô phần cho kè lè. Hay quá rồi tổng thống. Trong cái người nó mập rồi nó ốm tùm lum hết vậy tổng thống. Vui á, cái này trò này vui, trò này vui, ta thích trò này. Thằng ăn bụng nó đau lắm mà sao tổng thống làm cái gì nó đây, người nó ốm teo vậy. Ê, mấy thằng lũ pha ke lần trước tao với mày đánh nó xong là đến bây giờ tụi nó còn không dám kiếm tụi mình luôn đó, H1H4 à. Sao mà dám kiếm tụi mình được chứ. Tao với mày đã quậy banh nát cái khu căn cứ của nó rồi, còn cái gì nữa mà chờ với mông. Ủa gì H1H4 hả? Gì là gì ba? Quay đứng im coi. Mày làm gì à? Ủa sao cái người mày ốm nhôm như cái tâm vậy? Mày coi lại bản thân mày đi kìa, cái người mày bà gì bé như cái tâm ốm nhôm nhách kìa ông nội. Mày nói xàm gì vậy, làm gì mà tao bị? Ôi trời ơi, sao tao bị gì vậy? Ủa có chuyện gì vậy, sao tao bị cái gì mà ốm nhôm ốm nhách gì nè? Ôi mày bị gì vậy? Ôi ghê quá, tao đi về đây mày. Ôi làm gì người éo ọt tao ghê vậy? Ôi mày đừng nói tao vậy chứ, thằng nào làm đó vậy? Trời ơi, thằng này chán rồi, thôi để kiếm thằng khác coi. Có thằng nào vui vui không ta? Có thằng Hia lửa chùa đó. Ôi, không biết thằng đó. Để coi thằng nào. Hia Đét nè, được lắm. Trời ơi, đó là lửa chùa mà tổng thống. Đây. Ô, cái này vui nè, để coi. Chủ làm cái gì vậy? Thấy ghê quá. Thằng chó phi phai lửa chùa màu xanh kia. Mày đừng có tào lao. Tối ngày mày chửi tao phi phai hoài nha. Mày lặng hôm trước solo thua tao phi phai đó. Ai, thua phi phai có nghĩa là tao không phải hi phi phai nên tao thua. Còn mày là thằng phi phai chính hiệu nên mày thắng tao là đúng rồi. Tào lao, bớt tào lao đi mày. Ngày hôm nay mày tin tao dồn cái cục lửa này vô trong họng mày không? Ủa? Mày cười gì vậy? Ơi, xì châm ơi, lửa chùa xì châm rồi. Xì châm, mày nói gì hả mày? Xì châm là nghĩa là sao mày? Ủa sao mày cao quá vậy? Ủa sao tao cao hả? Nhìn mày bây giờ như thằng xì châm mà chú lùng vậy á. Đúng là phi phai lửa chùa mà còn bị lùng nữa. Trời, mày nói gì mà giỡn mãi tao hả mày? Mày nhìn lại bản thân mày đi kìa. Nhìn mày lùng sủng, nhìn như mày ăn xì châm vậy đó. Ủa, sao tao bị xì châm vậy nè? Trời ơi là trời, sao tao bị gì vậy? Lửa chùa xì châm, lửa chùa xì châm, tụi bay ơi, bới người ta. Ơi, bây giờ ơi, cái thằng robot kia. Trời, em nghe nè. Bây giờ tao bốn người á, chồng hàng lửa chùa lên nhau ơi, tao biết làm. Được rồi, thưa tổng thống. Ok, ngươi canh mà ngươi làm cho ta đi nha. Rồi, con nhỏ kia, hướng dẫn tiếp coi. Dạ, vâng ạ, mời ngài tổng thống đi theo tôi. Đây là phòng về dạy. Đây là những người có chức vị ở trong làng tổng thống. Trời ơi, tôi làm đám tì luôn nè. Tôi ghi xin lỗi ngài. Đúng rồi à, trưởng làng cũng tố hả, trưởng làng với nhau hả. Được rồi, đúng bây giờ mình sẽ đổi thành mình. Ok, giờ là đẹp rồi đó. Giờ đổi cái bảng này thành tổng thống với mình được game bất một rồi. Tức thiệt chứ, cho tao cái bảng khác cho cái con nhỏ kia. Dạ, vâng ạ. Tổng thống giùm mì. Đó, vậy có phải ngầu không, đúng không các bạn? Được rồi, để vô coi thằng kia nó sao rồi. Chắc là hắn xong rồi. Được game bất một thích quá mọi người ơi. Xong chưa? Em làm xong rồi tổng thống ơi. Hợp lý, đẹp lắm. Được rồi, vậy thôi, ta sẽ lên trên. Các ngươi ở đây đi nha. Dạ vâng ạ. Tổng thống. Được rồi mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ lên trên thôi. Con đường lên trên đâu rồi ta? Đấy rồi đi. Được rồi, bây giờ ba về lại để coi tụi nó như thế nào các bạn ơi. Mày giống gì mày leo lên đầu tao vậy? Nghe nha, lửa chùa thằng mập đến lùng xổm này, đi xuống coi. Mày đi xuống, đi xuống. Lại do tôi làm đó. Ủa gì vậy tổng thống giùm mi? Tại sao chỉnh bọn tôi như vậy? Tôi đâu có hết chung với thằng lửa chùa trên đầu tôi đâu. Hai người gì ai quá mày nói vậy? Nhiều quá nên bây giờ tôi sẽ cho dính với nhà tới chừng nào hết đây lộn thiệt thôi. Ai đó tại mày đó, thằng Hi Hades, mày chửi lộn với tao hoài chi? Do mày chửi tao lửa chùa ấy, bọn tôi đó vậy. Tổng thống giùm mi ơi, tha cho bọn tôi đi. No, cứ tiếp tục cuộc đời vậy đi ra, để đi coi thằng ác bỏ của hôm nay nó còn lâu cái mình luôn mấy bạn nè. Từ lúc mình có bỏ Ủa Jimmy gì vậy? Ai kêu vậy? Ôi Jimmy! Trời ơi! Bay tổng thống luôn ghê trời! Tôi chính là tổng thống! Chào tổng thống Jimmy! Tao có chuyện gì? Nói đi!
trời ơi, hồi nãy tôi đang ngồi ăn với lại thằng hát bài bốn xong rồi nó bị cái gì ốm như cây que vậy á. Là do tôi làm đó. Đó đâu rồi? Đi qua coi đó coi. Đâu 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 đâu, đi qua coi coi. Trời, Jimmy làm được tổng thống luôn hả? Vô đây, vô đây tổng thống Jimmy, vô đây, vô đây tôi dẫn cho. Luôn. Ai, không kêu mày không biết ra hả? Dạ dạ em xin lỗi tổng thống. Em xin lỗi tại vì dạ em qua vòng vòng đây nè. Em bị ốm nhơ rồi. Em xin lỗi nha, tổng thống kêu nhưng mà em không có dám ra tại vì em sợ người ta vậy. Mày xấu, mày xấu, bây giờ mày phải chạy đâu. Tất cả người trong làng này biết mày ốm như cái tâm cho tao, nhanh lên. Ôi đừng body Samsung em mà tổng thống. Mày giỡn mặt hơn cái thằng này. Tao nói rồi, mày lao ra. Bây giờ mày đi ra chỗ hai thằng lửa chùa kia, mày chửi nó lửa chùa cho tao. Bây giờ mình có tính mặt trong đâu rồi. Mình phải cái gì cũng được. Cái mẹ đấy không? Trời ơi, đúng là làm tổng thống quá trời lửa bây giờ. Ủa Dương Mi, từ bao giờ mà từ bao giờ làm được tổng thống biết dữ ta? Từ bao giờ hả? Từ lúc tôi ăn cắp được bộ đồ tổng thống chứ từ bao giờ nữa. À đồ, ăn cắp được bộ đồ của tổng thống luôn sao? Đương nhiên, tôi canh động đi tắm thì tôi lấy thôi. Viết bà rồ đó. Ok, chửi đó. Mang lửa chùa nhóc ăn không sai, cần không đốc bát, nóc bát chắc chắc. Ôi, H4 này tụi tao đang bị xì chung, người tao tuần dính chồng với nhau, tụi tao đang quế rồi nha mày. Thì sao, mày hai thằng lùng sụp, ghép lại thành đôi còn không cao bằng tao nữa. Mày nè, ơi còn mày được cái gì đâu, mày thì ốm nhôm như cái tâm với tao, mập gấp đôi mày nha mày. Thằng xì ke. Cái gì vậy? Mày dám nói tao là xì ke hả? Hai thằng lửa chùa này. Thôi, tụi tao không phải lửa chùa nha, cho nó lửa, cho nó đi lửa. Đi ha Flame, bắn lửa cho nó đi ha Flame. Mày đứng lại, tao bắn lửa vô đầu mày, H1, H4 kìa. Trời ơi, mày nè, dám chửi tụi tao là lửa chùa hả? Hay tụi tao kết hợp với nhau chưa? Đồ nó kết hợp với nhau luôn kìa Jimmy. Ừ, tụi nó kết hợp với nhau, vì vậy giờ tụi lỡ ăn cắp bộ đồ vậy rồi, giờ làm sao giờ? Đồ, ăn cắp đồ của ai? Ông thống nhà chứ ai? Oh no. Sao? Không mà ổn rồi đó. Mày dám ăn cắp bộ đồ tao. Mày lấy bộ đồ đó ở đâu ra? Mày dám canh tao đi tắm và mày chơi bộ đồ đúng không? Em sẽ thông báo cho mọi người biết là tao đó mà ngồi chấm bi hồng. Ở đó mày chấm bi hồng đi. Mày đã làm loạn rồi. Vào trong đây đi. Mày sẽ nếm mùi lợi hại. Được, tao sẽ tha cho mày. Nếu như mày đánh bại được cái con trong đó đi. Con gì? Đi trong đó mà kìm. Này. Ây da, ăn cùng này.